Phan Như Thảo giảm 20kg. Người mẫu Phan Như Thảo nói tập cardio hàng ngày, giữ chế độ ăn uống chừng mực để giảm 20kg trong một năm. Người đẹp cho biết sau khi sinh con đầu lòng, cô tăng cân chóng mặt, cao nhất là 84kg. Cô không thể tìm được cỡ quần áo để mặc, phải đặt thợ may theo số đo. Cựu người mẫu lo ngại những nguy cơ về sức khỏe nên lên kế hoạch giảm cân. Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, cô nói từng thử uống thuốc giảm cân để thăm dò cơ thể nhưng không hiệu quả và có tác dụng phụ như chân tay run rẩy, chóng mặt. Phan Như Thảo quyết định thay đổi phương pháp, chỉ ăn uống chừng mực kết hợp kiên trì luyện tập. Trong nhiều tháng, mỗi ngày Phan Như Thảo ăn hai bữa với cháo yến mạch loãng không gia vị vào sáng sớm và nhiều rau củ vào tối. Trước 20 giờ, cô cũng bổ sung vào thực đơn bún gạo lứt, miến, ức gà, các loại thịt, không ăn đồ ngọt, chất béo. Buổi trưa, cô uống nước sâm tự nấu. Ngoài ra, người đẹp duy trì tập cardio hàng ngày khoảng 60 đến 90 phút với huấn luyện viên cá nhân. Sau một năm kiên trì giảm cân, hiện vóc dáng tôi tương đối gọn với 62kg. Điều quan trọng là tôi thấy cơ thể bớt nặng nề. Người đẹp cho biết, thời làm người mẫu, cô nặng 52kg, cao 1,75m. Cựu người mẫu sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. Cuối năm 2011, cô dừng hoạt động tại Việt Nam để sang Singapore học. Năm 2013, cô tham gia IDAFNESTTOPMODEL mùa thứ 2. Cô còn tham gia một số phim truyền hình, điện ảnh. Phan Như Thảo cùng doanh nhân Đức An đính hôn hồi năm 2015. Năm 2016, cả hai đón con gái đầu lòng, bé bồ câu, lập gia đình. Cô ít tham gia làng giải trí, thỉnh thoảng dự sự kiện.